Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, mỗi hộ bị giải tỏa tại Củ Chi nhận trung bình 4 tỷ đồng. Liên quan đến kế hoạch thu hồi đất làm dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài Tây Ninh đoạn qua địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên Môi trường vừa có thông tin cụ thể về mức giá đền bù tại huyện Củ Chi. Theo đó, khoảng 1.808 hộ thuộc 11 xã ở huyện Củ Chi bị ảnh hưởng, dự kiến được thành phố chi hơn 7.100 tỷ đồng để giải tỏa mặt bằng. Trung bình, mỗi hộ dân bị ảnh hưởng nhận được gần 4 tỷ đồng. Được biết, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài dài gần 51 km, trong đó đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh dài 24 km. Điểm đầu cao tốc giao với vành đai 3 thuộc huyện Củ Chi, điểm cuối kết nối quốc lộ 22 thuộc huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Đây là dự án trọng điểm góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tăng năng lực khai thác đường liên vận quốc tế, nối thành phố Hồ Chí Minh với Campuchia, giảm tải cho quốc lộ 22. Cao tốc khi hoàn thành sẽ là tuyến đường ngắn nhất kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Campuchia thông qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Theo Sở Tài nguyên Môi trường, đến nay khoảng 99% số hộ đã được địa phương thu thập thông tin và giấy tờ sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi đã ban hành quyết định thu hồi đất và bắt đầu chi trả đền bù từ tháng 4 năm 2025 để bàn giao mặt bằng cho dự án. Huyện Củ Chi dự toán tổng kinh phí đền bù cho dự án hơn 7.100 tỷ đồng, tăng 1.832 tỷ đồng so với dự toán trước đây, do áp dụng theo luật đất đai năm 2024.